Các đối tượng trộm cắp dùng thủ đoạn rất quen thuộc, đó là giả vờ va chạm giao thông tại ngã tư có đèn tín hiệu giao thông, sau đó ra tay trộm cắp. Rất nhiều vụ việc với kịch bản như trên đã xảy ra, khiến người dân hoang mang và lo sợ. Nhiều người dân trong giây phút mất tập trung đã tạo ra sơ hở và tự biến mình thành con mồi cho kẻ xấu. Đây là video camera giao thông ghi hình một vụ gian cảnh va chạm xe cộ để trộm cắp tài sản trên phố Nguyễn Biểu, phường Quan Thánh, quận Ba Đình vào cuối tháng 8 vừa qua. Thông qua clip cho thấy, các đối tượng gây án đã có sự phân công nhiệm vụ, tổ chức chặt chẽ, thể hiện tính chuyên nghiệp, làm ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự trên địa bàn thủ đô. Clip ngay khi xuất hiện đã thu hút sự theo dõi, bình luận và chia sẻ của cộng đồng mạng. Nhiều người bày tỏ sự hoang mang, lo lắng trước vụ việc trên. Ngay sau khi nhận được tin báo, Giám đốc Công an thành phố Hà Nội đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với Công an quận Ba Đình và các đơn vị nghiệp vụ có liên quan tổ chức lực lượng điều tra. Sau 5 ngày tích cực điều tra, các đơn vị đã phối hợp bắt giữ thành công hai đối tượng gồm Trần Anh Vũ, sinh năm 1979, trú tại quận Hoàn Kiếm và Vũ Anh Tuấn, sinh năm 1978, trú tại quận Hai Bà Trưng. Bản thân Vũ đã có 3 tiền án, Tuấn có 3 tiền án, 2 tiền sự. Tôi phân công anh Tuấn là có nhiệm vụ là tâm một đôi xe người phụ nữ. Còn tôi thì lại trộm cắp. Tôi và anh Vũ đang đi trên đường thì anh Vũ anh mới phát hiện ra là điện thoại chỉ để hấp xe, thì anh Vũ bàn với tôi bảo tôi đâm vào đi xe gì đấy để chị mất cảnh giác để anh Vũ thực hiện hành vi trộm cắp. Quá trình trộm cắp trong vòng vài giây. Trước đó, Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Hà Nội cũng từng bắt giữ một ổ nhóm chuyên dàn cảnh va chạm giao thông để trộm cắp tài sản tại các ngã tư. Nạn nhân ổ nhóm này nhắm đến là những chị em phụ nữ có thói quen treo túi xách hoặc để điện thoại ở hộc để đồ phía trước xe máy. Khi các đối tượng đang dàn cảnh va chạm giao thông tại ngã tư Kim Ngưu, Lạc Trung để lấy đi túi xách của một người phụ nữ thì đã bị lực lượng cảnh sát hình sự mật phục bắt giữ. Đã có nhiều kinh nghiệm trong việc dàn cảnh trộm cắp nên các đối tượng này chuẩn bị chu đáo đến mức thay cả vành đúc nguyên bản của bánh trước, chiếc xe tay ga sang thành vành nan hoa cho dễ móc vào xe của nạn nhân. Một điểm đặc trưng của băng nhóm này đó là trên hộc để đồ của các phương tiện gây án luôn để sẵn một con dao bầu, sẵn sàng chống trả nếu bị phát hiện, thậm chí tấn công lực lượng chức năng khi bị vây bắt. Cái lúc mà bị đâm hình xe xong về sau, cái tiếng mà lúc bây giờ mọi người cứ xe cứ ào 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 đâm nhau rồi là xe cô bị đổ ra, thì lúc bây giờ cô rất là hoảng sợ. Tức là cô hoảng sợ, cô quay ra cô nhìn thì là cái túi của cô là đã bị một cái thằng ấy nó cầm. Và cô nhìn xuống cái xe của nó thì cô thấy có cái con dao nhọn ấy, nó để luôn ở cái chỗ cái hốc của cái xe đấy. Thế rằng lúc bây giờ thì cũng thấy mấy chú bảo bà bị cướp đấy, thì là lại nhìn thấy luôn cái túi ở vứt ở dưới đầu xe. Qua quá trình điều tra, lực lượng công an xác định các đối tượng tham gia dàn cảnh va chạm giao thông để trộm cắp tài sản đều có nhiều tiền án tiền sự. Các đối tượng điều khiển xe máy trên đường để tăm tia con mồi, đặc biệt là những chị em để ví, túi xách sơ hở. Sau đó chúng cố tình tạo va chạm giao thông, làm nhiều hành động khiến nạn nhân hoảng hốt, mất tập trung. Đồng thời, đối tượng đi cùng nhanh chóng áp sát và trộm cắp tài sản của bị hại. Khi nạn nhân sực tỉnh thì các đối tượng đã cao chạy xa bay. Thủ đoạn của chúng là sử dụng xe máy đi lòng vòng trên các tuyến phố để tìm những người tham gia giao thông, chủ yếu là phụ nữ đi xe ga có để điện thoại ở hốc đồ hoặc treo túi xách ở cái móc để chân ở giữa xe. Sau đó các đối tượng sẽ bám sát theo dõi và khi đến những cái điểm dừng đèn tín hiệu giao thông thì sẽ thực hiện cái hành vi của chúng. Đối tượng được phân công sẽ tạo cớ va chạm vào phía sau, bên đằng sau xe của người bị hại. Đối tượng còn lại sẽ áp sát cái phía bên đối diện, tức là phía một cái phía mà chúng đã chọn, và để gây mất chú ý của người tham gia giao thông để thực hiện cái hành vi lấy cắp tài sản. Để tránh là nạn nhân của nhóm đạo trích chuyên dàn cảnh trộm cắp, Công an thành phố Hà Nội khuyến cáo người dân không nên sử dụng xe gắn máy vận chuyển số tiền lớn. Tài sản, túi xách có giá trị không nên cầm trên tay, không treo móc trên xe gắn máy. Khi xảy ra va chạm giao thông cần bình tĩnh yêu cầu người cùng gây ra vào chỗ đông người để giải quyết. Nếu nhận thấy biểu hiện dàn dựng va chạm xe, cần chi hô để mọi người dân xung quanh giúp đỡ.